Tiếp tục qua việc anh chị. Trước màn hình anh chị là một căn nhà với 3 tầng lầu và 1 tầng trệt. Mình có thể gọi là nhà 4 tầng ha. Tại vì đúc 4 tấm mà quý vị. Đúc 4 tấm kiên cố và hoàn công rồi. Nhà này thành phố Di An nhưng mà view làng đại học quý vị ơi. Em bay lên cho anh chị mình xem cái làng đại học nha. Đấy. Em bay từ căn nhà lên rồi quý vị. Đó, bắt đầu nhìn xa nha. Là thấy làng đại học đâu quý vị. Đó. Nghĩa là phía sau nhà mình là làng đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Quý chị thấy không? Bên kia, mình mấy cái tòa nhà bên đó là làng đại học. Đẹp chưa? Nhà tại phường Bình An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Và view với làng đại học nghĩa là sao? Liền kề gần với làng đại học quốc gia. Đó, thì em đã bay video cho anh chị mình xem, bay thực tế live cam ha. Một căn nhà với 3 tầng lầu, 1 tầng trệt và đã được hoàn công chỉnh chu, nghĩa là nhà đã được thể hiện ở trên quyển sổ luôn rồi. Hỗ trợ ngân hàng lên tới 80% cho anh chị mình với căn nhà mẫu hiện đại này. Đấy, quý chị thấy không? Rất đẹp ha, nhà mới hoàn toàn anh chị nhá. Một khu dân cư với sự đẳng cấp đã được thể hiện qua những thước phim để em sẽ quay và bay luôn cho anh chị mình xem. Đấy. Hàng xóm nhà mình cũng toàn nhà lầu quý chị thấy không? Đó, toàn nhà lầu thôi ha. Đấy anh chị nhá. Đường thông hai đầu thông kiểu bàn cờ, thông trong khu dân cư. Khu này thì tại phường Bình An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Khu này được cái là gần làng đại học quốc gia, gần với thành phố Thủ Đức, gần với thành phố Hồ Chí Minh, gần với thành phố Hồ Chí Minh anh chị nhá. Một con đường trước nhà là đường thông hai đầu thông thường. Đấy, thuận tiện xe cộ ra vào thoải mái anh chị nhá. Một khu mà toàn nhà lầu thôi. Đấy, đấy. Nhà này là nhà xây mới chỉnh chu. Anh chị ơi. Với căn nhà kiểu như thế này, với vị trí là kế bên làng đại học, với vị trí là gần Thủ Đức, với vị trí là gần với thành phố Hồ Chí Minh, thì hiện tại bây giờ gia chủ đang chào bán giá chính chủ 5 tỷ rưỡi. 5 tỷ rưỡi qua đây mình gặp chủ nhà để mình thương thảo thêm anh chị nhá. Mua bán thì kiểu gì trả dưới đúng không ạ? Mua bán công chứng chuyển nhượng sang tên và hỗ trợ ngân hàng lên tới 80% để cho anh chị mình dễ mua dễ bán. Đấy, hỗ trợ ngân hàng thoải mái. Nhà sổ tươi, sổ sắn, sổ để ở nhà và công chứng ngay bất cứ lúc nào nếu mà anh chị mình muốn nhá. Anh chị bên thành phố Hồ Chí Minh qua xem căn nhà này thì chỉ cần chạy thẳng một đường Phạm Văn Đồng và lên gặp đường quốc lộ 1K là tới căn nhà anh chị nha. Nhà mình là bám trục đường quốc lộ 1K. Đấy, một tầng trệt và 3 tầng lầu. Đấy, vỉa hè 3m, đường thì 12m cả vỉa hè cây xanh. Nhà này để mà dễ hình dung thì anh chị cứ tìm giúp em trường tiểu học Bình An hoặc là giáo xứ An Bình. Giáo xứ An Bình anh chị nha. Loanh quanh 200-300m thôi, ở đó là đường quốc lộ 1K ngay đó luôn. Đấy, một vị thế rất đẹp ha. View là làng đại học anh chị nhá. View làng đại học, nhà hoàn công nhá. View làng đại học như hồi nãy em bay cái làng đại học cho anh chị mình xem đó. Đứng chỗ căn nhà mình là nhìn qua là thấy làng đại học luôn. Đó, thì anh chị nào mà đang cần tìm nhà gần làng đại học, gần Thủ Đức, gần với thành phố Hồ Chí Minh thì có thể nghiên cứu và đi xem căn nhà này. Đây là một căn nhà hoàn công chỉnh chu. Phường Bình An, thành phố Di An. Đó, em phải nhắc lại. Hai lớp cửa, một lớp nhôm kính sinh pha và một lớp cửa cuốn. Căn này ngang năm nhìn nó cứng anh chị nhá. Video trong video em quay nó nháy nháy không quý chị? Đó là do cái máy của em nhá. Chứ thực tế bên ngoài nó không có nháy vậy đâu. Đó, ngang năm nên gia chủ thiết kế theo cái kiểu mà không gian mở quý chị ha, cầu thang để một bên rồi phòng khách thì nhìn thấy nhà ăn luôn. Đó, ở phía sau đó quý chị thấy không? Đây, rùm lên anh chị mình xem. Đó, thấy không? Tủ bếp trên, bếp dưới đầy đủ nhá, làm bằng gỗ tự nhiên, gỗ sồi hết quý chị nha. Đấy, đồ xịn đấy. Phía sau có lối thoát hiểm, ở phía trên có sân giặt phơi đồ riêng. Nhà này là nhà xây mới như video em đã báo cáo với anh chị. Nhà này bám quốc lộ 1K, nói chung là vị trí thì nó đẹp, nó thuộc thành phố Di An nhưng mà vị trí liền kề với thành phố Thủ Đức, gần với thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà chỉnh chu về vấn đề pháp lý là đã được hoàn công. Tại vì nhà ở Bình Dương mà nhà hoàn công thì nó không có đại trà anh chị nhá, nó không đại trà, nghĩa là không có nhiều á, có nhưng mà không có nhiều. Tại vì ở Bình Dương này hoàn công hay không là tùy mình quý chị nhá, nó không phải bắt buộc, nó không phải bắt buộc quý chị ạ. Nên là nhà nằm trong khu dân cư thì chỉnh chu rồi, đâu ra đó rồi. Nhưng mà căn này thì pháp lý thì đã được hoàn công đầy đủ. Giày dép mình để bên đó, tủ âm tường vào đó quý chị. Đó. Phía trên trần đóng thạch cao đèn led đẹp nhá, cầu thang để một bên nhá, kính chống sốc cường lực quý chị ha. Ở đây thì có như nào tặng như đó quý chị ha. Ở dưới chân cầu thang có tủ, có tivi này để lại luôn anh chị nhá. Quý chị thấy em đó không? Đó đó, camera đó ha, có camera đầy đủ luôn, internet đầy đủ luôn rồi. Đấy, sẽ được để lại và tặng kèm theo căn nhà. Rồi, mình đi sâu vào đây là bếp ăn. Anh chị nhớ đăng ký kênh em Hải xem video hàng ngày nhá. Ngày nào em cũng quay phim cho anh chị mình xem nhà đất khu vực Di An và Thuận An nhiều lắm. Em quay thường xuyên đấy mà, ngày nào em cũng quay. Ở đây bộ bàn ghế bếp ăn với phòng khách, có bộ bàn ghế phòng khách cũng để lại tặng kèm anh chị mình nhá. Đấy, ở trên có quạt trần luôn rồi, đèn led đó có đầy đủ hết anh chị. Ở phía sau cuối có một cái lối thoát hiểm và cái nhà vệ sinh đưa ra phía sau này. Ở phía trên có sân giặt phơi đồ riêng, anh chị có thể phơi đồ ở đây hoặc ở trên, đó là tùy anh chị nhá. Đấy. Đây là quý chị, nhà vệ sinh mình đưa ra phía ngoài, lavabo gần soi bên đây, còn nhà vệ sinh mình đây. Còn cái đặc biệt của căn nhà này anh chị biết không?
Ngoài cái vấn đề mà làng đại học là view làng đại học bám quốc lộ 1K, vị trí đẹp và giáp ranh Thủ Đức, giáp ranh làng đại học ra, thì nhà của mình sẽ được khép kín với 4 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh khép kín. Đấy quý chị nhá. Nhà mình là lên tới 6 cái nhà vệ sinh. Tầng trệt cái, rồi lầu 3 cái, rồi lầu 1 chứ lầu 2 là mỗi lầu sẽ 2 cái. Tại vì khép kín ở trong cái phòng ngủ luôn. Đấy, 4 phòng ngủ là đã là 4 nhà vệ sinh rồi. Hết sức tuyệt vời ha. Một căn nhà với khép kín nhà vệ sinh cho anh chị mình luôn. Bây giờ em sẽ lên trên và quay luôn cho anh chị mình các cái phòng ngủ ở phía trên khép kín nhà vệ sinh nhá. Anh chị đi xem căn nhà này hẹn em ở ngay trường tiểu học Bình An hoặc là giáo xứ An Bình anh chị nhá. Giáo xứ An Bình nhá, anh chị nên nhớ giáo xứ An Bình nhá. Đây ra đó là 300m, 200m, 300m thôi. Quốc lộ 1K ngay đó ha. Con em mình ở đây đi học đi bộ nhá. 4 phòng ngủ lần lượt mang tới anh chị. Cái cửa sổ thì to, nhìn thấy cửa sổ là to rồi đấy. Đây. Phòng ngủ đầu tiên này quý chị. Nhà vệ sinh sẽ được để ở bên trong luôn nhé, khép kín hết. Rồi tại vì căn nhà này có một cái hay là 4 cái phòng ngủ đều có nhà vệ sinh khép kín. Đây này. Đấy. Như này, đó quý chị nhá. Anh chị ơi, hãy đăng ký kênh của em để xem video hàng ngày. Số điện thoại góc trái màn hình để được phục vụ và hỗ trợ anh chị mình 24/24. Cứ gọi em bất cứ lúc nào nhá. Lúc nào anh chị rảnh thì cứ gọi, kể cả buổi trưa, buổi tối nhá. Giờ nghỉ giải lao hay là ngày lễ gọi hết, anh chị cứ gọi giúp em nha. Không phiền đâu anh chị ha. Em làm dịch vụ mà, thoải mái hỗ trợ anh chị mình. Phòng ngủ số 2 em đang ghi hình để cho anh chị mình xem. Đây vẫn đang là lầu 1. Đấy. Nhà vệ sinh với lavabo, gương soi và một cây sen thuyền. Đấy, gạch được dán lên tới trần cho anh chị mình luôn. Nhà mình hướng Bắc, anh chị Đông Tứ Trạch hợp nhá. Căn này diện tích đất là 60, ở trong đôi khu đây người ta phân đều đều vậy đó. 5 x 12 anh chị nhá. Đấy, với 3 lầu 1 trệt, nhà ban công. Nhà sổ hồng hoàn công luôn, sang tên và hỗ trợ ngân hàng 80%. Tại vì nhà hoàn công của anh chị hỗ trợ ngân hàng maximum cho anh chị mình luôn. Anh chị mua thì có hai hình thức mua đơn giản nhất. Một, anh chị cứ trả giá, muốn giá nào trả giá đó ha. Để chủ nhà được thì chủ nhà bán, mà không được thì thôi. Hoặc hai, anh chị muốn gặp chủ nhà để thương thảo được luôn nhá. Đấy, trả giá thì anh chị cứ nói với em. Đấy, muốn giá nào cứ nói với em Hải. Còn nếu mà muốn gặp chủ thì cứ báo luôn, em Hải sẽ hẹn chủ nhà cho anh chị mình gặp. Đấy, mình cứ thuận mua vừa bán anh chị nhá. Cao thì anh chị không mua, mà rẻ người ta không bán. Cứ trên tinh thần là phải thuận mua vừa bán ha, phù hợp anh chị nhá. Đấy, trước mắt là anh chị phải thích cái đó, có phù hợp với anh chị không đấy. Vị trí đã đẹp chưa đó, rồi nhà đã đẹp chưa đó, giá đã phù hợp chưa đó. Đấy, anh chị nhá, nhà đất thì nhiều ha. Mỗi người sẽ phù hợp với mỗi bất động sản khác nhau, nên là anh chị thấy phù hợp cái nào cứ alo với em Hải cái đó. Hoặc nếu chưa phù hợp cứ alo cho em Hải đặt yêu cầu. Đó, vậy là em vừa quay xong 4 phòng ngủ rồi đó. Bây giờ em sẽ lên lầu 3. Nhà mình 3 lầu 1 trệt. Rồi, vị trí là lợi thế là làng đại học, quốc lộ 1K là một đường thẳng vào sân bay. Nhà là nhà hoàn công chuẩn chỉ ha. 5 tỷ rưỡi gặp chủ thì thương thảo anh chị nhá. Thương lượng nha. Lối này mình lên phía trên, nhà đúc bố tấm mà quý vị. Đó, cầu thang lên trên đó. Ở chỗ này giặt phơi đồ này. Đó, thông thoáng quý vị. Nhà vệ sinh ở lầu 3 này. Đấy. Chỗ này để máy giặt này. Đó. Rồi đây giếng trời ngăn cách khu vực khoảng trống này. Bước hẳn ra đây phòng thờ. Đấy. Phòng thờ bên đây. Còn ra ngoài này là ban công. Rộng lắm quý chị nhá. Rồi anh chị nhá. Quá rẻ rồi ha. 5 tỷ rưỡi. Nhà 3 lầu cơ mà, nhà hoàn công cơ mà. Đấy. Đường thì thông hai đầu đẹp. Đấy quý chị ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp anh chị trong các video mới.